Dạ rồi, mình tên mến chào cô chú chị. Hôm nay là anh Liêm, rồi anh Minh, rồi anh Thảo. Sao kinh nổi? Rồi xuống chơi cùng với Minh Tơ, nói chung là làm xong cái nhà rồi. Rồi lên nhà Minh Tơ chơi. Rồi đấy đi. Ủa vô ngồi. Đó, bây giờ mọi người một thùng bia uống xong hết rồi, chắc vô đây em bán quá. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi anh chị lên ngồi. Lên ngồi chơi. Sao vậy? Ông bà? Hả? Ở đây là ngôi nhà mới nhất vừa khánh thành xong rồi. Lộng nó ra, lộng nó ra. Lộng nó ra. Bán cái số. Hả? Anh em rồi, em cũng ngày mới đi bán cái số. 2 tháng rồi, bữa nay mới em đặt cái nhà anh rồi. Bây giờ bữa nay tháng ngày Chủ nhật nè, anh mời anh em lại cùng vui bữa ngày Chủ nhật trong gia đình mình. Dạ, bữa nay là cuối tuần của chú chị, rồi mấy anh điện lên bên tơ, mình tơ cũng chuẩn bị xong xuôi đồ ăn, nói chung là đãi mấy anh chút nhẹ nhẹ trong gia đình. Cũng cảm ơn mấy anh. Lên vô ngồi anh. Vô ngồi chơi. Dạ. Cảm ơn mấy anh đã đến nhà của Minh Tơ. Hôm nay đủ mặt luôn á. Anh ngồi đi. Trước mắt là mình uống nước trước đi ha. Từ mình tâm sự. Lên chị. Anh biết còn thiếu bà hai ha. Út bà không hái. Bà Út kịp không? Ờ à, thiếu. Lên uống nước này. Hai mày hả? Uống nước lèo quá cô chú chị. Lên uống nước đi. Thôi chơi chị, lên đi. Thôi lên ngồi vậy, lên chơi, uống nước đi, mệt chút xíu rồi, một lát mình hả vô tiệc. Một lát mình sẽ thông báo cái buổi tiệc này cũng có một mạnh thường quân tài trợ buổi tiệc này. Là mạnh thường quân ở Mỹ luôn, đó là anh Tony Nguyễn. Đã giúp cái nhà của anh Thảo. Cái anh nhà anh Thảo bỏ 200 đô. Rồi hôm nay mình tơ cũng điện thoại, nói chung là liên tục chuyện rồi. Điện thoại anh em chơi cũng thường xuyên lắm. Rồi anh nói bữa nay anh sẽ tài trợ buổi tiệc này cho gia đình đãi mấy anh chị đó. Lên rồi. Vô bánh. Rồi. Ngồi đi. Lần ý chính không có con ai á. Ấy tiếc lấy ra rồi lâu không? Cái khăn được không? Ừ. Quá trời đẹp. Hả? Quá trời đẹp hả? Thôi mà rồi một lát là ai muốn hót là cho hót luôn á. Uống nước vậy. Nè đàn ông qua đây đi. Uống nước. Cái gì là một lát cũng có một mạnh thường quân ở Hawaii thì cũng cùng chung vui với mình tơ, cũng như là phần tiệc này là được anh Tony Nguyễn ủng hộ bữa ăn ngày hôm nay đó. Thì một lát anh cũng nhậu từ xa với mình, ảnh ở Hawaii nước Mỹ nhậu online với mình nghe. Thằng ba em hơi chặt ha, chặt không hay. Em làm ở đó cũng 2.5 mét gì đó. Em muốn bia. Thôi đi ông ba hả? Đi ra lưng. Rồi hello anh nha, xong chưa? Dạ, cái gì đâu, không. Ngồi tôi đang coi cái video quay nè. Dạ, bây giờ thì anh em đã tập trung đầy đủ. Đây,
có anh Minh Đại Gia đây. Hey, chào anh Minh Đại Gia. Ờ, anh Thảo. Đại Gia anh Thảo. Thảo. Để cho động mình đi. Rồi đây vợ chồng Thù Liêm. Dạ dạ chào anh. Ơi Thù Liêm. Thù Liêm. À. Rồi em giới thiệu dòng dòng heo này là anh ghế của em anh Ba. À dạ chào anh. À, anh ở cũng ở dưới huyện bên đây đi đám ghé em kêu ở lại luôn. Ông Thầu, con Thầu. Ồ, con Thầu. Dạ. Rồi anh Thảo đen, con Thầu. Mình giới thiệu dạ. Nam chứ heo, giới thiệu nam chứ heo, một lát nữa mình giới thiệu sao. Người nào chưa có chồng mình giới thiệu sao ha. À, này anh thợ của anh Liêm. À, này người ngủ chung với anh Liêm. À, anh Ly chứ không phải người ngủ chung. Dạ. Dạ. Chung ủa, là... hôm nay là ủa, ủa hôm nay là ông cho lên con cọp rồi cũng vừa rồi hả? Dạ, hôm nay cho con cọp luôn. Đây những cái món ăn hôm nay được em có quay YouTube đó nghe anh ơi. Dạ. Em đang quay YouTube đó nghe. Ông... ok biết rồi. Một quanh thường quân ở buổi ăn ngày hôm nay đó là Tony Nguyễn. Anh nhậu anh live bây giờ mời anh à, khui bia ha, rồi. Rồi nhậu chung với anh cũng chuẩn bị bia chưa? Có rồi, có rồi, có rồi. Dạ, cũng mời anh một, cả bạn mời anh một ly ha. Dạ. Rồi rồi, mời chúc anh em nha. Dạ. Mời ông Thầu đã xây nhà giúp giùm bà con nghèo nha. Dạ. Ok anh. Dạ. Ờ. Anh nhậu có mồi gì không? Ở đây mồi nhóc luôn rồi đó. Không, thường đi làm về rồi uống bia rồi không có ăn. Chỉ có là thường là ăn xong rồi ăn miếng cơm chiên rồi đi ngủ rồi. À. Chứ đang nhậu mà ăn thì nhậu không được. Dạ. Dạ, tôi nhậu ít lắm. À. Thì hôm nay cũng chung mà ngày cuối tuần á, rồi được mấy anh ông Thầu rồi hai anh em thì cùng chí cốt với nhau mà bữa em đã hoàn thành xong cái ngôi nhà. Chứ hôm nay xuống chơi với em là chung chơi cho biết nhà của em thì mình ta cũng thông báo cho chú. Dạ, em mình ta cũng thông báo cho chú Bình Thường Quân biết. À, đây là anh Minh thì cái ngôi nhà thì cũng đã xong rồi. Em vừa nói chuyện anh em vừa quay luôn nghe anh. Rồi. Dạ. Anh có gửi lời cảm ơn với Bình Thường Quân với nhà hảo tâm lần sau. Hôm nay ngồi thử đi. Không chung là anh ý bữa nay là anh xuống đây là sao cái ý nghĩ có gì không? Cũng qua đây thì lại thăm anh đầu tiên thăm anh Minh đây. Ở lại thăm em không? Thì, trước kia cũng cảm ơn mấy cô biết chú ở trong nước ngoài nước thì cũng cảm ơn. Giải giải rồi. Lấy dây cột tay lại. Tôi lấy gì cột tay ông lại mà làm ra ngồi gãi không à. Ông vẫn ông ngồi gãi không anh? Anh coi video anh thấy rồi, mỗi lần em cũng vấn ảnh là anh ngồi anh gãi không à. Rồi chứ biết nhiều người nó hỏi anh thì nào cưới vợ kìa. Hả? Không biết nữa. Nào cưới vợ? Chưa biết nữa. Chưa biết hả? Có nhà đẹp rồi, còn gãi. Cưới vợ được rồi, mới 43 tuổi rồi cô chú chị, lớn hơn mình ta có 1 tuổi à. Đó, bây giờ bạc hơn tôi nhiều rồi đó nghe. Bây giờ anh mới 43 tuổi hả ta? Dạ hát, lớn hơn em 1 tuổi đó anh. Em 42, ông 43 đó. Trời ơi, ông nhỏ hơn tôi nhiều à. Dạ. Ông này còn tơ mà. Rồi phòng vấn một người kế bên nữa ha. Đây là anh Thảo bây giờ cũng chuẩn bị lên đại gia luôn rồi. mình tự mình đặt nha cô chú chị, mình tự đặt thôi, tại vì mình sau đó giảm nghèo nó đỡ rồi, có nhà của đàng hoàng rồi này, nói chung là đỡ một phần gánh nặng cho gia đình rồi ha anh Thảo. Dạ. Giờ cũng giờ mấy bữa nay đi bán lại chưa? Dạ mời em đi bán lại. Mời đi bán lại ha. Dạ. Dạ. Cũng mong anh bán đắt ha. Dạ cảm ơn anh. Rồi bữa nay ai rủ anh xuống này vậy? Dạ anh Liêm qua thăm anh kết nối yêu thương cho hai vợ gia đình em, với cảm ơn cô bác Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho anh ơi, gia đình em được em ngôi nhà. Tôi từ anh Liêm ơi, giúp cho hai gia đình em được ngôi nhà. Tôi cầm máy lên, máy xe qua nè. Cũng là
hôm nay cũng như là xuống đây là cũng cho biết cái nhà của mình tên thôi phải không? Có ý gì không? Dạ không. Biết nhà tôi có gì không nghe. Cảm ơn anh đã kết nối yêu thương cho ngôi nhà hai em với mình. Với cô bác Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước đã giúp đỡ được ngôi nhà cho hai gia đình. Rất cảm ơn. Chung là chúng ta chỉ là kết nối thôi cô chú chị, chứ mình ta không có có tiền bỏ ra đâu để cho số tiền lớn cho mấy anh chị đâu ha. Chúng ta chỉ quay chia sẻ. Rồi anh có duyên cái hoàn cảnh nào thì Mạnh Thường Quân sẽ ủng hộ gia đình hoàn cảnh đó. Chứ mình ta chỉ là người chia sẻ thôi. Rồi chị Phone, sao mà vui không? Dạ vui. Dạ. Vui à. Đây, người đẹp của người phụ nữ 5 con. Người phụ nữ 5 con. Nhiều cô chú bình luận nói giảm cân nha. Anh Thảo quá ốm rồi đấy. Hôm nay trong nhà hôm nay nhà cửa xong xuôi rồi, bây giờ phải binh lại cho đẹp đẹp chứ. Bữa nay lên nhà Minh Tơ mà anh, đâu phải như ngày xưa nữa, bây giờ phải đẹp ra. Bữa nay là Minh Tơ cho lên sóng từng người luôn. Bữa nay thấy đẹp không? Anh khen đẹp, anh khen đẹp ít, có thể là có thứ sáu đó nghe. Không về Minh Tơ cũng hy vọng hôm nay cũng là ngày họp mặt đi, họp mặt chung là được làm xong hoàn thiện hai cái ngăn nhà rồi. Minh Tơ cũng mong ha anh chị cố gắng mà ngăn nha, ngưng xin nghe, ngưng nghe, tạm ngưng, stop. Cái này kêu tiếng Anh nói sao anh? Đâu ai muốn nói về cái gì? À, ngưng xanh đó là nói sao? Ngưng đẻ. Ngưng đẻ. Stop birth. Đó là stop birth the baby. Ok. Em hiểu chết liền luôn. Dạ. Thì cũng mong anh chị ngưng lại nghe. Ngưng lại còn trẻ, còn quá trẻ. Rồi không thì Minh Tơ phong nhắn từng người bây giờ mà anh chị cứ vào thoải mái ha. Tại vì hôm nay cũng chung là buổi tiệc của gia đình, nhưng Minh Tơ là có Thầu Liêm đó. Thầu Liêm thì cũng muốn xuống đây rồi muốn ngủ các anh em trong là vừa xây dựng hai căn nhà đã xong rồi muốn xuống đây chơi để cho biết nhà của Minh Tơ luôn đó. Rồi mình thì Minh Tơ cũng báo cho anh biết vậy đó. Tại mấy bữa nay Minh Tơ cũng nói chuyện với anh Tony rất là thường. Anh Tony nói là anh Tony muốn nhậu anh like cùng với mấy anh chị đó. Rồi hôm nay Minh Tơ cũng vừa quay rồi vừa nói chuyện online luôn, thì Minh Tơ muốn quay một cái cuộc vui này cũng chung vui cùng các anh đến nhà của Minh Tơ. Thì Minh Tơ cũng không phải là mình quay cái ăn nhậu này để đưa lên cộng đồng mạng, thì Minh Tơ không có thích làm chuyện đó. Thì mình các anh xuống đây á, nói chung là vừa cảm ơn Minh Tơ mà một phần Minh Tơ cũng cảm ơn anh Liêm đã xây dựng cái ngôi nhà của hai anh đã hoàn thiện. Rồi mấy anh xuống đây là nói chung là cho biết nhà của Minh Tơ thôi. Rồi anh Liêm, xin lỗi anh Thảo và anh Minh thì cũng muốn qua đây cho biết nhà của Minh Tơ, cũng vừa cảm ơn Minh Tơ và cho biết nhà của Minh Tơ đó, giờ chưa biết nhà đó. Thì hôm nay Minh Tơ xuống đây để quay một video ngắn này để đăng lên để cho cô chú Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm xem. Xin đừng có vui vẻ với nhau chứ không có đừng ném đá đó. Minh Tơ đừng ném đá anh em trong đây, cũng anh Liêm rồi các anh Thầu rồi anh Thợ rồi anh Liêm rồi anh Minh anh Thảo, chung là muốn biết gia đình của Minh Tơ thôi. Rồi Minh Tơ đại cũng một buổi tiệc nho nhỏ này thì được anh Tony Nguyễn tài trợ buổi ăn ngày hôm nay, cũng chung là các anh chơi á, xuống đây chơi anh tài trợ buổi ăn thì Minh Tơ cũng không báo cô chú chị cũng biết luôn. Rồi thì video thì cũng được mấy phút rồi con. Dạ. Rồi vì mời cô chú anh chị nâng ly một lần nữa thì Minh Tơ tạm dừng video clip từ khúc giật này.
nói cà lâm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi vậy mời anh nhé, mời cùng uống với tụi em. Dạ. Rồi mời tất cả anh em. Đếm nè. 1 2 3. Thì cuối video thì mình ta xin kính chúc cô chú quý bà quý nhà hảo tâm quý mạnh thường quân gặp nhiều may mắn làm ăn phát tài phát đạt. Tạm thời thì video mình chỉ quay buổi họp mặt hôm nay thôi. Thì mình ta xin kết thúc video tại đây ạ. Rồi. Dạ rồi thì mình ta cũng mến chào cô chú anh chị trở lại kênh YouTube Minh Ta TV. Thì hồi nãy cũng buổi tiệc cũng cuộc vui nào cũng phải tàn. Bây giờ mấy anh chị cũng đi đường xa, mọi người cũng chung là nhậu, mấy người vẫn lon hay lon không dám nhậu nhiều tại sợ công an á. Thì cũng lên đây chơi cùng với Minh Tơ, bây giờ mấy anh chị chuẩn bị về. Rồi, thì em chúc anh thường lộ bình an ha. Rồi thì anh cũng anh em mình đã bằng việc với nhau gần gần 2 tháng, chưa được 2 tháng. Rồi. Thì em thì biết nhà anh rồi, nhưng mà bữa nay thì chung như cái trong video trước là anh cũng có nói vậy đó. Rồi. Thì anh em mình đến với nhau thì cũng vui vẻ ha. Thì hy vọng sau này em kết nghiệp cầu nối cho cô bác thì giúp đỡ trong địa phương gặp nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Thì anh em mình là bằng ăn lâu dài thêm nữa. Rồi, thì chung là em cảm ơn anh rất nhiều. Tới nhà em ngày hôm nay. Rồi. Nói chung là em đãi tiếp đãi không là đàng hoàng thì mong anh thông cảm nha. Không, cái này thì quá là ok rồi. Dạ. Thôi vậy ha. Rồi chúc anh thường lộ bình an ha. Rồi. Rồi. Rồi cố gắng lo mừng ha. Dạ, sao cũng thì số bình thường rồi. Thì nói chung là Mạnh Thường Quân cũng thương mình. Đã giúp mình nói chung là cũng toàn diện rồi, thấy không? Dạ. Theo ước mơ của mình là có căn nhà thì được Mạnh Thường Quân đã tài trợ cho hai chồng có căn nhà cũng đàng hoàng rồi. Dạ. Giờ hai chồng cố gắng lo mừng để lo cho các con. Dạ. Ha. Dạ. Chúc hai chồng buôn may bắt đắc nha. Dạ. Rồi cũng đường đi chậm chậm thôi nha. Dạ. Nói chung bữa nay anh em cũng người cũng vui này, nhậu mấy người cũng lo hay lo không dám nhậu nhiều. Cũng là chung là ăn hay nhiều, nhậu thì rất là ít. Mình ta cũng đâu có xỉn đâu. Uống chung chút xíu à, quan trọng là ăn thôi. Đó. Thì em cũng cảm ơn Minh Tơ, em cũng xin phép em về. Rồi cảm ơn em, bye bye nha. Dạ bye bye. Rồi đây một đại gia anh Minh luôn. Rồi chúc anh thường lộ bình an. Nha. Rồi chung là nhà cửa thì anh cũng đã hoàn thiện rồi. Bây giờ đi làm theo anh Minh không? Anh Liêm. Đi làm theo anh Liêm. Dạ cố gắng đi ha. Thì bây giờ ngôi nhà cũng xong xuôi rồi, bây giờ đi làm kiếm tiền. Mình ai đâu cũng đều phải làm hết á. Ha. Rồi chúc anh thường lộ bình an ha. Rồi. Nói chung là không ai dám nhậu nhiều cô chú chị, nói chung là ăn là nhiều, nhậu ít ra. Nhậu rồi chúc em thường lộ bình an nha. Dạ. Rồi bye bye anh nha. Rồi bye bye anh Ly nha. Rồi chúc hai chồng thường lộ bình an nha. Rồi cảm ơn anh. Còn anh Minh nữa. Rồi bye bye. Anh đâu là không dám nhậu, có lon hay lon à, sợ đường xe. Rồi từ từ nha. Rồi bye bye. Rồi thì Minh Tơ cũng xin tạm dừng video tại đây. Thì quý túi video thì Minh Tơ cũng xin kính chúc cô chú quý Mạnh Thường Quân trong ngoài nước gặp nhiều may mắn là mang phát tài phát đạt. Thì hôm nay Minh Tơ cũng có một ít men, mong cô chú thông cảm. Rồi Minh Tơ mến chào cô chú nhiều ạ.